Khi hạ phàm lịch kiếp, Vân Mục từng trêu đùa một phàm nhân, cô không chỉ chơi chán rồi bỏ, còn dùng thuật lãng quên lên anh. Sau này quay lại thiên đình, cô mới phát hiện phu nhân phàm nhân của cô lại là thần quân chí cao vô thượng. Tại yến tiệc, thần quân khác đều hỏi hắn hạ phàm có chuyện gì thú vị không. Hắn lại liếc nhìn sang Vân Mục ở trong góc, lạnh lùng mở lời, chú mèo ta nuôi chạy rồi, đến giờ vẫn chưa về nhà. Vân Mục khẽ run rẩy, hôm nay là năm thứ 10 cô hạ phàm lịch kiếp, cũng là ngày cô trở về thiên đình. Phu quân phàm nhân tuấn tú đó của Vân Mục đang còn ngủ say, trên người hắn hiện đầy dấu ấn, đủ để chứng minh cuộc chiến đêm qua kịch liệt tới đâu. Vân Mục sờ vào gương mặt đó của hắn, cảm thấy có chút không nỡ. Vân Mục và Dung Hứa gặp nhau ở một sạp hoành thánh. Lúc đó Vân Mục vừa mới hạ phàm lịch kiếp, vừa hay lúc này là mùa đông giá rét, hoành thánh chỉ còn lại một bát cuối cùng. Vân Mục và hắn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đầy lừa, cuối cùng hai người đã thỏa thuận cùng ăn một bát. Sạp chủ mỉm cười nhận lấy tiền xu mà Dung Hứa đưa tới, ăn nói đầy ác ý, hai vị khách quan thật có tướng phu thê nha. Vân Mục chợt ho, không ngờ lời nói của ông chủ này lại thành sự thật. Vân Mục và Dung Hứa cuối cùng đã lấy nhau và sống những ngày hạnh phúc bên nhau. Hôm qua cô còn hứa hẹn một đời một kiếp với hắn, bây giờ lại phải làm một nữ tử xấu xa, trên người tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, đây là tín hiệu thiên cung đang thúc giục cô. Thôi bất chấp cô và Dung Hứa có yêu nhau tới đâu, đối với một thần tiên như Vân Mục, những ngày qua cũng chỉ là hư không thực, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, người và tiên khác nhau, Vân Mục cuối cùng cũng phải quay về trời thôi. Vân Mục dùng thuật lãng quên lên Dung Hứa, rồi xóa đi toàn bộ những dấu vết của cô, những hơi tức thuộc về cô dần tiêu tán. Vân Mục cảm giác trái tim như bị dao cứa. Làm xong tất cả, Vân Mục cúi người xuống hôn nhẹ lên Dung Hứa, khi ngẩng đầu nước mắt đã giàn giụa, tạm biệt người ta yêu, kiếp sau lịch kiếp ta sẽ lại chọn chàng. Khói trắng tỏa ra, thân hình Vân Mục dần dần biến mất khỏi căn phòng, như thể chưa từng tới qua. Bên ngoài cửa mưa phùn khẽ rơi, không biết đã qua bao lâu, người ngủ trên giường, hai hàng mi khẽ động đầy. Khi quay về trời, Lệnh Vi đã đợi Vân Mục từ lâu. Lệnh Vi là một thỏ tiên, là tiên tử đầu tiên Vân Mục quen khi phi thăng. Cô ấy phi thăng sớm hơn Vân Mục 100 năm, nhưng họ lại rất hợp cạ, vậy nên rất nhanh đã chơi thân với nhau. Lịch kiếp lần đầu 10 ngày mà đã về rồi à, trên trời một ngày bằng một năm phàm gian. Hành trình này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, lại khiến cô khắc cốt ghi tâm, không đạt KPI rồi, nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy thần sắc ngươi giống như thương cảm nhỉ. Vân Mục chống cằm, hồi tưởng lại tất cả ở phàm gian, thôi không nói nữa, Hồng Loan tinh động rồi. Lệnh Vi một mặt tám chuyện, à ngươi phải lòng phàm nhân sao? Vân Mục thành thực gật đầu, cô thật sự rất thích Dung Hứa, tính cách ngoại hình của hắn đều vừa ý cô, nhưng từ trước tới nay, người và tiên yêu nhau là trái với thiên đạo, đối với Vân Mục và Dung Hứa mà nói, ngừng vọng tưởng mới là kết quả tốt nhất, nhưng hễ nghĩ tới chuyện sẽ có người mới đầu ấp tay gối với hắn, Vân Mục lại sầu vô cùng, không tài nào thở nổi. 10 năm chân tình là thật, dù có ai đến cũng không thể buông bỏ được. Hai, yêu đúng người vào lúc sai thời điểm. Lệnh Vi cảm thán, không sai, Vân Mục và Dung Hứa cuối cùng có duyên mà không có phận. Lệnh Vi lấy tay huých vào cô, cố tình thần bí nói, ngươi có biết Dung Diễn Thần Quân không? Nghe nói cũng hạ phàm lịch kiếp đó, nhưng các tiên tử nói Dung Diễn Thần Quân lịch kiếp lẽ ra là xong lâu rồi, không biết tại sao lại kéo dài tới hôm nay mới trở về. Dung Diễn Thần Quân, Vân Mục đến tiên giới không lâu, không hiểu quá nhiều về vị thần quân này, nhưng Vân Mục cũng nghe từ vị tiên tử khác rằng Dung Diễn Thần Quân là vị thần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa. Nghe nói phong thái hắn quyến rũ, vô cùng tuấn mỹ, cung điện hắn ở lại khuất mắt và đơn giản, rất ít người nhìn thấy chân dung thật của hắn. Tiên tử gặp được đều sẽ sinh tình, đều muốn được gặp mặt hắn một lần nữa. Tiên giới lưu truyền một câu, không có người chỉ gặp Dung Diễn Thần Quân một lần, chỉ có người chưa từng gặp Dung Diễn Thần Quân. Lệnh Vi cười đầy xảo trá, hôm nay Dung Diễn Thần Quân xuất hành, có muốn dình xem chân dung của ngài ấy không? Còn có chuyện tốt như vậy. Ngài ấy ở Mạc Trạch Tiên Quân phủ, Vân Mục đang định tiến một bước thì lại quay xe, ta nhớ ra hôm nay còn có chuyện, phải đi trước đây. Này này, Lệnh Vi giữ cô lại, ngươi vẫn còn sợ gặp Mạc Trạch Tiên Quân sao? Vân Mục muốn nói nhưng lại ngập ngừng, cả tiếng sau mới khẽ giọng nói, cũng không hẳn. Mặc kệ phản ứng của Vân Mục, Lệnh Vi giữ chặt lấy cánh tay của cô, vậy thì đi thôi, dùng gương mặt đẹp trai mới có thể xóa nhòa được bi thương của nam nhân. Có chuyện gì ta và ngươi cùng nhau gánh vác, ngươi thật tốt. Lệnh Vi dẫn Vân Mục đến tường của Mạc Trạch Tiên Quân phủ, cô một mặt lo lắng, như vậy không hay lắm đâu. Lệnh Vi trèo lên tường, ánh mắt sắc bén quét qua tứ phía, ta tự có đạo lý của ta, thần quân ra ngoài rồi. Mắt cô ấy sáng lên, Vân Mục nhìn theo tầm mắt của cô ấy, Mạc Trạch chính và một nam tử đang chậm rãi bước trong hành lang hoa viên, mỉm cười nhàn nhạt. Dung Diễn Thần Quân đeo khăn che mặt, nhìn không rõ mặt, chỉ nhìn thấy dáng người hắn dong dỏng, tư thái thanh lãnh. Vân Mục nghi hoặc hỏi, tại sao lại đeo khăn che mặt? Lệnh Vi nghĩ nửa ngày, tìm một lý do, chắc là sợ dung mạo của mình gây chấn động. Ngay giây sau, bước tường mà họ đang đứng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiên tử. Cách một khung cửa sổ, mê trai gọi tên của Dung Diễn Thần Quân, Lệnh Vi lộ ra một biểu cảm nằm ngoài dự đoán của cô. Thấy chưa, vẫn là ta anh minh đi trước, giành vị trí với họ, nếu không chắc chắn là giành không lại. Vân Mục giơ ngón tay cái lên với cô ấy, các tiên tử bên dưới vì để ngắm cảnh đẹp mà tranh giành sống chết với nhau, pháp thuật tung tóe, lại không chịu buông bỏ chấp niệm trèo tường cùng họ. Cuối cùng những tiên tử vốn đã ăn mặc trau chuốt biến dạng lôi thôi lếch thếch. Vân Mục và Lệnh Vi nhìn nhau, cùng lắc đầu thở dài. Đột nhiên một đạo pháp thuật bắn trúng Vân Mục, cô không kiểm soát được mà ngã vào trong tường sấp mặt lờ.
Tiếng ồn ào cuối cùng cũng khiến Dung Diễn và Mạc Trạch Tiên Quân chú ý. Ân Mục bưng đầu bị thương của mình cắn răng, vừa chuẩn bị ngẩng đầu, một giọng nói dễ nghe truyền vào tai, "Ngươi không sao chứ?" Là Dung Diễn thần quân, dù hắn đeo khăn che mặt, nhưng đôi mắt lộ ra khẽ cong lên, hấp hồn người khác, các tiên tử bên ngoài đều câm nín. Dung Diễn thần quân đưa tay về phía Vân Mục, ngón tay dài thon rất đẹp, gân nổi rõ ràng, cô cứ nhìn mãi, thậm chí còn cảm thấy quen quen, khiến cô nhớ tới tay của phu quân phàm nhân kia, cũng đẹp như vậy, hơn nữa còn linh hoạt, thường khiến người ta phải nóng mắt. Vân Mục tiên tử, tầm mắt của Mạc Trạch chuyển từ bức tường sang Vân Mục. Tại sao Vân Mục tiên tử lại ở đây? Ta nhớ bức tường này rất rộng, sao có thể rơi xuống được? Cô ngẩng đầu lên, Lệnh Vi đã sớm biến mất tăm mất dạng, chỉ để lại một mình cô chịu tất cả, nói là cùng nhau gánh vác mà. Vân Mục cười hai tiếng, ha ha, đi ngang qua. Vân Mục cầm lấy tay của Dung Diễn thần quân chậm rãi đứng dậy. Tay của hắn khô ráo ấm áp, khiến người ta phải vương vấn, thậm chí còn muốn nắm thêm lúc nữa, nhưng Mạc Trạch đứng bên cạnh lại bừng lửa nơi đáy mắt. Cô chỉ đành nuối tiếc thu tay về. Dung Diễn thần quân hỏi cô, có ổn không? Vân Mục gật đầu, lại tức tốc lắc đầu, không sao, thương nhẹ thôi. Ừm, Dung Diễn thần quân lại nói Mạc Trạch, vậy ta đi trước đây. Mạc Trạch cũng đáp lời, thần quân đi nhé. Các tiên tử phía sau cũng cúi đầu tiễn hắn. Dung Diễn thần quân đi xa, các tiên tử cũng giải tán, chỉ có Vân Mục là nhìn theo bóng lưng hắn. Cô nắm lấy ngón tay, nơi đó còn một chút hơi ấm, giọng nói của hắn rất quen tai, hình như là đã nghe qua ở đâu, có chút giống của Dung Hứa, nhưng lại hay hơn của Dung Hứa. Cô vỗ vỗ mặt để bản thân định thần lại, nhất định là vì quá nhớ nhung người phàm đó. Một giọng nói chợt truyền tới từ sau lưng cô, người đã đi xa rồi, còn nhìn theo. Mạc Trạch đang nhìn cô, ánh mắt âu sầu. Vân Mục chuẩn bị rời đi, Mạc Trạch lại lên tiếng, đây là lần đầu ngươi tới phủ ta, ở lại uống ly trà. Vân Mục từ chối, sao phải xa cách như vậy, rõ ràng tháng sau chúng ta sẽ. Mạc Trạch tiên quân, Vân Mục cắt ngang lời anh, đáp lại bằng một câu cẩn trọng lời nói. Mạc Trạch khẽ cười gật đầu, vậy yến tiệc do Dung Diễn thần quân tổ chức ngày mai phải nể mặt đó. Tại yến tiệc Ca Vũ Linh Đình, rượu ngon đầy bàn, Vân Mục và Lệnh Vi ngồi ở trong góc, chỉ chăm chăm vào đồ ăn trước mắt. Lệnh Vi quét cả bàn như thể một cơn bão, cô ấy nhét đồ ăn phồng cả miệng, còn cô thì chậm rãi gặm đào. Trước mắt truyền tới ánh mắt khiến cô không thể phớt lờ, cô ngẩng đầu lên, là Lạc Hòa tiên tử. Cô ấy nhấc ly rượu, một mặt phẫn hận nhìn cô. Lạc Hòa là con gái của thiên đế, chuyện cô ấy thích Mạc Trạch tiên quân ai ai cũng biết, chỉ cần Vân Mục và Mạc Trạch có chút dính líu liền bị cô ghi hận. Cô thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm qua khi cô nói chuyện với Mạc Trạch đã bị cô ấy nhìn thấy rồi. Vân Mục cầm một chiếc đùi gà lên gặm, bên trên chợt có tiếng ồn, Dung Diễn thần quân đến. Anh mang mạng che mặt, một bộ đồ đỏ hút mắt người nhìn, khiến cô nghĩ tới hai từ quyến rũ. Đột nhiên một trận gió lớn thổi qua, vô tình ván tấm mạng che mặt của Dung Diễn thần quân. Vân Mục nghe thấy tiếng réo kinh ngạc của mọi người, khi nhìn rõ gương mặt đó, đùi gà trên tay Vân Mục lập tức rơi xuống mặt bàn. Sao thế? Lệnh Vi đang cúi đầu ăn cũng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Dung Diễn thần quân, cô ấy liền đứng hình, vội lau miệng, nhìn tới mức ngẩn to te. Dung Diễn thần quân đẹp quá, đẹp thật, hồng y như hỏa, phần ngực nở nang. Hắn lười nhác dựa vào ghế, tiện tay nghịch tấm mạn che mặt. Nếu không phải do gương mặt đó giống với Dung Hứa, cô có thể sẽ vô cùng cảm thán, nhưng Vân Mục lúc này lại như bị sét đánh mà được tại chỗ. Ai có thể hiểu được chứ? Lịch kiếp trở về, phát hiện phu quân mình vứt bỏ chính là thần quân chí cao vô thượng. Vân Mục vã mồ hôi hột, nhưng vẫn không chết tâm mà hỏi Lệnh Vi, ngươi nói, nếu ta thi triển thuật lãng quên với Dung Diễn thần quân, liệu có tác dụng không? Đùa gì hay vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế làm cũng không có tác dụng. Vân Mục trầm mặc, cũng có nghĩa là hắn nhớ tất cả ở phàm gian, có lẽ đêm đó hắn thật sự chưa ngủ say, còn nghe thấy câu đó của Vân Mục, lần sau ta lịch kiếp vẫn chọn chàng. Mỹ thực đột nhiên trở nên vô vị, thậm chí cô còn cảm thấy nửa chân đã cắm vào đất rồi. Lệnh Vi phát hiện ra hỏi, ăn đi, sao lại thần ra đó, có tâm sự gì à? Vân Mục bi thương lắc đầu, đột nhiên thấy không muốn ăn. Lệnh Vi nhạy bén phát giác ra gì đó, lại gần nhỏ giọng hỏi cô, đối tượng hạ phàm lịch kiếp của ngươi không lẽ là Dung Diễn thần quân? Âm lượng nửa câu sau của cô ấy đột nhiên tăng cao 8 độ. Đừng hỏi nữa là bất lịch sự đó. Dung Diễn thần quân lần này hạ phàm, có chuyện gì thú vị không? Ai, ai lại hỏi câu hỏi không phù hợp này chứ? Mắt Vân Mục đảo liên tục tìm người hỏi, là Mạc Trạch hay lắm, thích chơi như vậy à? Dung Diễn thần quân giả vờ vô tình liếc sang Vân Mục đang ở trong góc. Cô bình tĩnh đối mắt với hắn, khí thế đột nhiên bị dập tắt, hắn lạnh lùng mở lời, có, chúng tiên vểnh tai lên nghe, mèo ta nuôi chạy rồi, đến giờ còn chưa về nhà. Chúng tiên bất ngờ, cùng đón nhận thông tin. Vân Mục tiên tử, Dung Diễn thần quân đột nhiên gọi cô, đang yên đang lạnh bị tắt tên. Cô chợt có cảm giác bị thầy bắt vì gian lận, đôi mắt dài của Dung Diễn thần quân híp lại, lại hỏi, ta nhớ Vân Mục tiên tử hình như cũng hạ phàm lịch kiếp, còn trở về cùng ngày với ta. Vân Mục tiên tử hạ phàm có chuyện gì vui không? Trong nháy mắt cô trở thành tâm điểm chú ý, có vài người còn như đang cười, thực ra cô đã là một cỗ thi thể rồi, chơi đùa tình cảm của đại thần thì phải làm sao, là chuyện rất đáng e ngại ở tiên giới. Vân Mục ngoan ngoãn nép vào trong góc, muốn nói nhưng không biết nên nói gì. Tầm mắt của Dung Diễn thần quân vẫn đặt trên người cô. Lệnh Vi thêm dầu vào lửa đâm cô một nhát, thần quân hỏi ngươi kia, tự biết không trốn được, cô chỉ đành làm tới cùng. Ta chơi đùa tình cảm người khác ở phàm gian. Vừa nói dứt câu, Mạc Trạch liền phụt rượu, sau đó ho kịch liệt, ánh mắt nhìn Vân Mục vô cùng kinh ngạc, xung quanh nổi lên tiếng bàn tán.
Cô giả như không nghe thấy, giọng của Dung Diễn Thần Quân chậm rãi, lặp lời lại cô nói, chơi đùa tình cảm người khác, cũng thú vị đó, Vân Mục tiên tử còn nhớ tên của phàm nhân đó. Vân Mục cười ha ha, không nhớ nữa, tiên nhân đều bạc tình bạc nghĩa mà. Mống mắt Dung Diễn Thần Quân đột nhiên trầm lạnh, đến lời nói cũng mang theo hàn ý xuyên tim, trí nhớ của Vân Mục tiên tử, kém như vậy sao? Câu này khiến lông mày cô khẽ rực rực, tay nắm lấy ly rượu, cô là một kẻ mù đường, thường xuyên lạc đường lúc ở phàm gian, vậy nên Dung Hứa đã khắc lại ký hiệu ở nơi họ sống. Chỉ cần đi theo đánh dấu là có thể về nhà, nhưng một ngày đổ tuyết lớn, ký hiệu bị tuyết phủ lấp, cô một mình bị lạc ở thôn, mỗi lần đều là Dung Hứa mang đèn lồng tìm tới. Hắn búng trán cô, đường về nhà đã đi bao lần rồi, vậy mà không nhớ. Vân Mục bưng trán ấm ức nói, tuyết lớn quá, không thấy ký hiệu. Hắn thở dài, sau đó nắm lấy đôi tay đã đông cứng của cô, nắm chặt lấy, chúng ta về nhà, quay về hiện thực. Dung Diễn Thần Quân giận dữ không còn làm khó Vân Mục, trái tim treo lơ lửng của cô cũng hạ xuống. Vân Mục ôm lấy ly rượu một hơi uống cạn, làm dịu đi nỗi buồn trong lòng. Hiện giờ cô cũng không cần ngốc nghếch lần theo ký hiệu, chỉ cần tâm niệm lợi dụng tiên thuật là tới nơi, vô cùng tiện lợi. Nhưng Vân Mục vẫn hoài niệm những ngày có người mang đèn lồng đi tìm cô. Bất giác rượu ngấm, cô đã say, chúng tiên lần lượt ra về, Lệnh Vi cũng không biết đã đi đâu, loạng choạng tới hoa viên của Bách Hoa tiên tử, sờ hoa để tỉnh rượu, gió thổi hương hoa lan tỏa, làm dịu đi sự xáo động trong lòng. Có tiếng bước chân lại gần, tiếng động vọng lại trong hoa viên trống, vô cùng rõ ràng. Vân Mục còn tưởng Lệnh Vi đến đón mình về nhà, không ngờ vui mừng quay đầu lại đối mặt với gương mặt đẹp trai, ngũ quan hòa hợp, sống mũi cao, diện mạo anh tuấn lóe sáng trong mắt cô. Hắn trông thật giống chồng cũ của cô. Vân Mục mạnh dạn đưa tay ra xoa mặt hắn, ngươi thật giống phu quân của ta, he he. Nam nhân khẽ cười, giọng nói khiến người nghe mềm nhũn, giống lắm sao, nàng có thích gương mặt này không? Mà rượu xui khiến cô hét lớn, thích chứ. Sau đó nghĩ tới Dung Hứa một mình ở lại nhân gian, cô lại dài mặt ấm ức nói, nhưng ta sẽ không còn gặp lại chàng ấy nữa. Cô nắm lấy tay của nam nhân, cầu xin hắn, ta có thể thơm ngươi không, một cái thôi, bởi vì ta nhớ chàng ấy lắm. Nam nhân gật đầu, có thể thơm. Vân Mục sáng mắt chuẩn bị tiến tới, lại chau mày lùi lại, không đúng, ta đang nằm mơ sao, gặp ma rồi à? Yết hầu nam nhân trượt từ trên xuống, giọng nói khẽ khàng, sau đó đỡ lấy gáy Vân Mục, cúi đầu hôn lấy cô. Vân Mục cảm thấy nơi đầu môi có chút ấm áp tê liệt, hắn chỉ chạm môi nhưng cô chỉ cảm thấy khát, rồi liền hôn lại. Hắn dùng tay đỡ lấy trán cô, giọng nói mê hoặc, ta là ai, nói đúng thì cho nàng. Vân Mục lắc đầu nghiêm túc nhìn hắn, không biết vì sao gương mặt này dần giống y hệt phu quân phàm nhân của cô. Vân Mục đột nhiên ngộ ra, là phu quân, ta hôn phu quân của ta, thiên kinh địa nghĩa. Vân Mục đột nhiên ôm lấy đè nam nhân xuống, phản khách thành chủ ôm lấy mặt hắn rồi hôn lấy. Một cơn gió thổi qua, hoa rơi như mưa, dục vọng nam nhân dâng trào, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Hắn đỡ lấy eo cô để cô giữ thăng bằng, một tay cởi dài áo của cô. Trong hồ nước ấm, Vân Mục dần lấy lại suy nghĩ, cô bị người khác ôm lấy trong nước, quanh người đều ấm áp, nhưng cô cảm thấy tảng đá phía dưới rất cứng, liền khẽ động đậy. Người phía sau chợt hừ một tiếng, bàn tay để ở eo cô đột nhiên thu lại, người này hôn lấy trán cô, khẽ nói, đừng động. Tiếng nước vỗ ngày càng lớn, hương gỗ đàn hương lan tỏa, áo choàng rơi xuống đất, đằng sau tấm rèm nhẹ nhàng trang nhã là hai bóng hình quấn lấy nhau. Vân Mục mơ hồ mở mắt, cảm thấy đau đầu vô cùng, thứ trước mắt là căn phòng xa lạ, cô sợ hãi vội bật dậy nhìn xung quanh. Tin xấu là không phải phòng cô, tin xấu hơn là cô không mặc gì cả, người đầy bầm tím xuất hiện trên giường Dung Diễn Thần Quân. Dung Diễn Thần Quân đang nằm bên giường rất bình ổn, thân hình nóng bỏng không thể tả. Vân Mục chợt nhớ lại ký ức của đêm hôm qua, xuân vũ giao long, hồng mạn xuân trướng. Vân Mục bịt miệng, toang rồi, gây họa rồi. Nhân lúc Dung Diễn Thần Quân đang ngủ, cô cẩn thận đi qua hắn xuống giường, vừa đáp đất chân liền nhũn ra, suýt thì ngã, cố gắng nhịn cơn đau nhặt lấy quần áo rơi dưới đất. Khi đang định rời đi, đột nhiên có một lực lớn kéo lại,